Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh người dân thủ đô Hà Nội đang cổ vũ bóng đá ở trên đường Hồ Trợ Dừa. Quý cô chú anh chị và các bạn đã đầu tư kênh của Việt cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Ai đi qua đây cũng phải dừng lại để xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, quý vị. Trận bán kết thứ hai. Quyền chuyển và cực kỳ chính xác của Hoàng Đức. Bóng chuyền của Salah vẫn là con cho. Dùng con cho. Cùng giúp. Come here!
xong rồi quý vị và các bạn, Việt Nam thắng bên trái rồi. Cả tuyển phố dậy sóng quý cô chú anh chị và các bạn. Anh lái xe không cũng không thể chạy được quý vị và các bạn, đi rất chậm. Việt Nam vào rồi. Hồng Dũng, Dũng Quang Nho,
Tiến lên bằng đi qua cũng phải đán lại quý vị và các bạn những hình ảnh rất tuyệt vời. Phải nói là dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì các đội tuyển U23 không có nhiều những trận đấu khó khăn, nhưng trong khó khăn thì chúng ta luôn. Thank you.
và chân đối phương để giải nguy. Nguyễn Cầu từ phía các cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài. Quả đá phạt của Minh Mẫn. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, quý cô chú anh chị và các bạn. Đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết SEA Games rồi, môn bóng đá nam. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới công việc. Quý vị và các bạn đừng quên cho mình một like cũng như subscribe để nhận những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.